Chu Bá Thông nói, chúng ta nói chuyện suốt nửa ngày là nói về lai lịch Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng thường đem kinh thư giấu ở một nơi cực kỳ bí mật, mấy mươi năm nay chưa ai thấy được. Một năm nọ, không biết thế nào mà bộ kinh này lại đột nhiên xuất hiện trên YouTube. Người học võ công trong thiên hạ, tự nhiên ai cũng muốn có. Hôm nay, Captain Bear sẽ hướng dẫn cho các bạn phần câu hỏi số 6, câu hỏi cuối cùng trong tổng số 6 câu hỏi của đề thi TOEFL IBT Speaking. Trong phần câu hỏi số 6 này, thì mình tưởng tượng mình đang ngồi ở trong trường đại học Harvard hoặc là Oxford và mình nghe giáo sư giảng bài. Giáo sư có thể giảng bài về những chủ đề về thiên văn học, địa lý, lịch sử, v.v. Và nhiệm vụ của mình là vừa nghe lecture mà vừa phải take notes, có nghĩa là mình phải ghi chú lại. Rồi mình có 20 giây để chuẩn bị và 60 giây để tóm tắt bài giảng của giáo sư. Practice 4. Note taking. Listen to a lecture and take notes. All humans are subject to the fundamental character judgment flaw. This flaw is very simple to explain. When we see other people doing something that we consider bad or wrong, we assume those people are bad. Well, for example, if we see someone that is driving too quickly, we assume that person is a jerk. On the other hand, we often excuse our own actions as being subject to our circumstances. When we are driving too quickly, we excuse it because we are in a hurry for what we consider to be an important reason. Even though we did the same thing, we know we are not jerks. We know the situation we are in, but we fail to consider other people's situations. Bây giờ mình sẽ đi vào phân tích một bài lecture về Fundamental Character Judgment Flaw. All humans are subject to Fundamental Character Judgment Flaw. Có nghĩa là tất cả con người đều có cái sai lầm, flaw tức là sai lầm, judgment là xét đoán, phán đoán, Fundamental Character có nghĩa là cái tính cách cơ bản của một con người. Vậy dịch lại, tất cả mọi người trong chúng ta đều có cái sai lầm khi mà phán đoán về tính cách cơ bản của một người nào đó. This flaw is very simple to explain. Cái sai lầm này rất là dễ dàng để mà giải thích. When we see other people doing something that we consider bad or wrong, we assume those people are bad. Khi chúng ta thấy ai đó đang làm cái gì đó mà chúng ta coi là xấu hoặc là sai lầm, thì chúng ta thường cho rằng những người đó là những người xấu. Well, for example, if we see someone that is driving too quickly, we assume that person is a jerk. Ví dụ như chúng ta thấy ai đó lái xe quá nhanh, thì chúng ta sẽ cho rằng người đó là một kẻ không ra gì. On the other hand, ngược lại, we often excuse our own actions. Chúng ta thường ngụy biện cho cái hành động của chúng ta as being subject to là do phụ thuộc vào our circumstances, tình huống. When we are driving too quickly, khi chúng ta lái xe quá nhanh, we excuse it, chúng ta lại lý giải cho điều đó because we are in a hurry, là bởi vì chúng ta đang vội. For what we consider to be an important reason, và đây là cái lý do mà được xem như là quan trọng. Even though we did the same thing, mặc dù là chúng ta cũng làm cùng một cái việc giống như cái người kia, we know we are not jerks, chúng ta biết chắc là chúng ta không phải là những kẻ không ra gì. We know the situation we are in, chúng ta biết cái tình huống mà chúng ta đang ở trong đó. But we fail to consider other people's situations, nhưng chúng ta lại không xem xét đến cái tình huống của những người khác. Practice 4. Compare. Listen to a sample response and compare it with yours. The fundamental character judgment flaw states that people associate bad behavior with bad people and good behavior with good people. More than that, people are quick to justify their own wrong actions,
but they have a very difficult time understanding that other people might have good reasons for doing what they are doing too. Bây giờ mình phân tích thử cái bài sample response này để biết cái cách khi đi thi mình sẽ tóm tắt lại cái lecture như thế nào. The fundamental character judgment flaw states that. Cái fundamental character judgment flaw nói rằng people associate bad behavior with bad people and good behavior with good people. Người ta kết nối cái hành vi xấu với người xấu và hành vi tốt với người tốt. More than that, people are quick to justify their own wrong actions. Hơn thế nữa, người ta thường nhanh chóng bào chữa cho cái hành động sai trái của mình. But they have a very difficult time understanding that other people might have good reasons for doing what they are doing too. Nhưng họ lại rất khó khăn để hiểu được rằng những người khác cũng có những cái lý do chính đáng khi làm những cái điều mà họ làm. Vậy thì cái khó khăn của phần này chính là mình không take notes được, không ghi chú lại được cái bài lecture, bởi vì bệnh cũ của mình tái phát, đó là bệnh điếc. Cho nên trong thời gian người ta cho mình 60 giây để nói thì mình sẽ không thể nào tóm tắt lại được cái ý của bài giảng hết. Vậy mấy bạn xem lại cái clip câu hỏi số 5 để biết được phương pháp giúp cho mình cải thiện kỹ năng nghe nói của mình. Một phương pháp rất đơn giản nhưng lại hiệu quả. Có nhiều bạn hỏi là sao em nghe mà em không take notes được? Và cũng có nhiều bạn hỏi là cô có biết cuốn sách nào mà hướng dẫn cách take notes thì cô chỉ cho em với. Nhưng thật ra cái gốc của vấn đề chính là do mình nghe mà mình không hiểu cho nên mình mới không ghi chú được. Chứ nếu mình nghe mà mình hiểu thì chắc chắn là mình sẽ ghi chú được thôi. Vậy nếu như mà mình nghe được thì cái việc tóm tắt lại cái ý, sử dụng những cái ký hiệu nó rất là đơn giản. Ví dụ như tăng, giảm, mình sử dụng dấu mũi tên lên, mũi tên xuống. Hoặc là chữ before thì mình viết chữ B với lại số 4. Between mình viết chữ B với chữ T. Lấy ví dụ là cái bài Fundamental Character Judgment Flaw này nhé. Thì lần thứ nhất khi mà mình mở đĩa lên, mình nghe mà mình không hiểu là bài giảng đang nói về cái gì hết. Thì sau đó mình mở phía sau của quyển sách phần đáp án ra và mình mở đĩa lên để mình nghe. Lần thứ ba mình đóng sách lại và mình cho đĩa nó chạy bình thường và mình cầm bút để mình tập cái cách ghi chú. Sau khi mà mình đã hiểu bài này đã nói gì rồi thì cô chắc chắn là mình có thể ghi chú lại được. Vậy thì đây là cái cách mà cô ghi chú. Ví dụ như cô nghe được và cô hiểu được cái câu When we see other people doing something that we consider bad or wrong, we assume those people are bad. Thì cái cách tóm tắt lại của cô là cô chỉ ghi chữ see, chữ people, cô viết tắt là PP, do bad, cô dẫn tới cái dấu mũi tên là bad people. Cho nên cô nhắc lại là cái gốc của vấn đề là nằm ở chỗ mình nghe mà mình không hiểu gì hết, cho nên mình mới không ghi chú lại được. Chứ việc ghi chú của tiếng Anh cũng giống như việc ghi chú của tiếng Việt thôi. Mà khi mà mình ghi nhanh, mình ghi tắt, thì mình cũng có cái cách riêng của mình. Vậy lấy ví dụ của một cái câu tiếng Việt đi. Captain Bear không được đi Đà Lạt nên rất buồn. Thì nếu như mình nghe và mình hiểu được câu này nói gì, thì mình có thể tóm tắt lại, viết thật nhanh lại. Chữ Captain Bear mình viết tắt là CB. Chữ không thì mình viết tắt là chữ K với chữ O. Chữ được mình viết tắt là chữ D với chữ C. Dấu mũi tên DL, dấu mũi tên cái mặt buồn. Như vậy khi mà người ta đọc Captain Bear không được đi Đà Lạt nên rất buồn, thì mình nghe hiểu là mình có thể tóm tắt lại được bằng ký hiệu riêng của mình. Hoặc là có bạn thì nói viết chữ K với chữ O chi cho nó lâu, viết số 0 gạch lên cái là biết là không rồi. Vậy bây giờ mình sẽ tập thêm một bước nữa. Đó là ngoài cái bước nghe theo đĩa, rồi ngắt đĩa, rồi đọc theo, thì sau đó mình sẽ làm thêm một bước. Đó là mình để cho đĩa nói liên tục cho đến
hết bài. Song song đó thì mình sẽ tập cách ghi chú bằng những cái ký hiệu riêng của mình. Qua chừng vài bài thì mấy bạn sẽ thấy được là cô nói nếu như mình nghe và hiểu được bài thì chắc chắn mình sẽ ghi chú được. Và qua đây, qua các cách luyện tập như thế này thì cái kỹ năng nghe, nói và kỹ năng ghi chú của mình nó sẽ lên. Người học võ trong thiên hạ tự nhiên ai ai cũng muốn có quyển cửu âm chân kinh này. Mọi người kẻ tranh người đoạt gây ra một trường hồ đồ. Những anh hùng hảo hán mất mạng vì tranh cướp bộ kinh thư này trước sau đã có hơn 100 người. Phàm những người đoạt được đều muốn luyện tập những võ công ghi chép trong đó, nhưng không đầy 6 tháng 1 năm lại bị người ta phát giác đuổi theo cướp đoạt. Đoạt đi cướp lại không biết lại chết thêm bao nhiêu người. Vậy mấy bạn thấy là bí kíp võ công TOEFL, IELTS, TOEIC cô đều giấu ở một nơi rất là dễ tìm, đó là YouTube. Vậy mấy bạn đã có được cái bí kíp võ công trong tay rồi thì phần còn lại là phụ thuộc vào mấy bạn mua sách, mua đĩa về nhà, chăm chỉ luyện tập thì các kỹ năng của mình sẽ cải thiện. Chúc mấy bạn học tốt và hẹn gặp lại mấy bạn ở Đà Lạt nha!